Đó, khách đang lựa máy nha anh em. Đó, chào anh em nha, bây giờ bắt đầu tiến hành bảo dưỡng một con máy DC-105. Thì bảo dưỡng hoàn chỉnh luôn nha, cái này là từ A tới Z luôn, mới liên con luôn. DC-105 nha, 105X. Và những lưỡng nha. Và cái ngầm thì nâng cao lên cũng được nha. Số ở đây, số sẽ gãi ra làm luôn nha anh em. Rồi, giờ chờ 20 nha anh em, giờ đang tiến hành tiếp tục làm tiếp ha. Đây. Giờ bắt đầu tháo hộp số ra, chắc làm hai đạn luôn cho chắc. Rồi bên đây cái máy thì đã lên hình nó chừng cái này. Đây. Lên bồn lại rồi. Giờ chỉ có gấp vô hàm, cái này nói mua cho là xong. Rồi chào anh em, con này bên này vô xích rồi, đang chuẩn bị vô hàm. Lưới thì mấy cái này đã sơn mới là hết nha. Lưới đây cũng thay mới luôn cho anh em xài luôn ha. Chào anh em nha, con này đã làm bảo dưỡng xong thì bây giờ em đang để đây ha, không có gì anh em tới lựa nha. Đây bồn lúa thì gì cũng đã xong rồi, để chỉnh con cuốn hoàn chỉnh luôn. Đó. Xích đây ha, đã bồn mới tinh luôn ha. Đây, đây. Đó. Hứng bao, chỗ hứng bao đây. Đó. Ngon lắm. Trong tôi 105 này cho anh phải này bảo dưỡng, anh sẽ chụp cái video bảo dưỡng đó cho anh em xem á. Để rửa lại các bạn thời giờ. Đó. Thì giờ em quay. Mày làm được lưới cho tôi nha. Mày làm được lưới cho tôi nha. Rồi gần xong rồi nha anh em, máy này về Sóc Trăng rồi, xong an toàn rồi, cảm ơn anh em nhiều nha. Đây là cái địa chỉ của công ty mình ha, là ở 167 quốc lộ 53 huyện Đồng Hồ tỉnh Vĩnh Long ha, gần nhà con số điện thoại. Thì công ty mình thì cách bệnh viện đa khoa khoảng chừng 800m ha, là phía bên đó tòa nhà trắng trắng kìa, xa xa kìa ha. Cảm ơn mọi người nha.